Vâng, em xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo em lại lên cho quý vị hai hộp cơm nhé. Thì cũng mấy hôm nay có rất nhiều các vị khách hỏi em về cái hộp cơm, tuy nhiên nó cũng không về được. Đấy. Đặt hàng ở bên kia thì theo cái đơn hàng về cùng với đồ âm thanh nhà em ấy, thì là nó cũng về được khoảng tầm 20-30 bộ gì đấy, nhưng mà không hiểu sao mà nó cứ về nắp nhắp. Thì cách đây khoảng tầm mấy hôm trước là có em có về hai cái, thì nó cũng cũng cũng, cũng các vị khác đặt đặt hết rồi, thì cũng 2-3 hôm nay đang có cũng mấy anh khách anh đặt hộp cơm nhưng mà lại chờ mãi không về đấy. Thì hôm nay thì chiều nay vừa nhận mấy kiện hàng ấy, thì vừa khui ra xong thì lại thấy hai hộp cơm này, thì em cũng liền quay lên cho quý vị nhé. Hộp cơm thứ nhất đây. Dòng hộp cơm thứ nhất là dòng hộp cơm của Tiger nhé. Đấy, quý vị nhìn đây. Cái màu này của nó là màu xanh, nó gọi là màu gì mà em cũng không thể hình dung ra được, nhưng mà nói chung là màu này thì cũng sang và lịch sự. Đấy, quý vị này. Đấy, đúng màu này luôn. Rất nhiều cái hệ thống dây dợ long ngoằng mà em chả hiểu là để làm gì đó. Đấy, trong cái này có một cái này là để quay sách đây này. Đấy, cái này để quay sách nhá. Còn cái này có một cái khuy này, không biết để làm gì. Cái này hình như là để cho cái đũa vào này, cho cái đũa vào đó. Nhưng mà cho cái đũa này vào rồi thì phải làm sao đây? À, đây đây đây, hình như là đây 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 quý vị ạ. Hình như đây nhá, đây quý vị ạ. Đây vào đây nha, và xỏ đũa vào đây. Đấy, đúng nha. Xỏ đũa vào đây đó. Thì nó không hết lòng hoàng đó. Đây, bên trong đây của nó, nói chung là con này còn khá là ok luôn nhé quý vị nhé. Đây, hộp của nó thì gồm có các hộp như sau. Đấy, một hộp này, đây hộp này là hộp to nhất rồi. Đó, to nhất đó. Đây, hộp tiếp theo là hộp to thứ nhì đây, và hộp này hộp to thứ ba. Cái này thì đây, cái này thì chắc là nắp đậy đây đó. Còn thằng này chắc là nắp đậy đây, còn thằng này thì chắc là nắp đậy đây đó. Nó gồm ba cái hộp này nhé quý vị nhé. Còn đây là cái nắp trên của nó, đây nắp trên của nó đậy này đây đó. Đó, thì nắp trên đậy này đây đó. Đó, 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 đó. Thế này là được hộp cơm nhé quý vị nhé. Tiếp theo là em giới thiệu với quý vị, đây là hộp thứ hai nhé. Hộp cơm thứ hai, cái dòng kia là dòng của Tiger nhé quý vị nhé. Dòng này cũng là dòng của Tiger. Đấy, dòng này cũng là dòng của Tiger nhé. Chung là về cũng ok thôi nhá. Cái cũng ok. Cái này có là có điều cái thân của thằng này thì lại đây quý vị nhỉ. Thân của thằng này hình như là cao hơn thằng này một chút xíu đây. Đó, khi mà đậy lên thì nó sẽ cao hơn và nhìn có vẻ là to hơn một chút xíu đấy. Đấy là về trong hộp thôi nhá. Đấy, nhưng mà về cái độ dày này của nó là rất là dày này, cho nên là đây cái hộp to của nó đây. Cũng chưa biết thằng nào to hơn thằng nào đâu quý vị nhé. Đây. Để tính về cái kích cỡ để độ to thì đây, nếu mà ta so sánh nhé, ta so sánh đây, ta so sánh thì của nó như sau nhé. Đó, so sánh như sau. Đó, ta so sánh như sau thì chẳng hạn như đây, ta so sánh hai cái hộp này đây. Đó, thì có vẻ thằng này lại to hơn nhé. Tiếp đến hai hộp này thì chắc là như nhau rồi. Đó, còn hai hộp này thì cũng chắc cũng thằng này to hơn một tí. Đó, thằng này to hơn một tí. Nói chung về tự chung về kích thước thì
Kích thước thì em thấy là cái thằng 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 lâu này, thằng thằng Tiger là màu xanh này, xanh màu xanh này, thì nó to hơn thằng này một chút xíu, nhưng mà thằng này được cái vỏ nó rất to. Đấy, vỏ rất to và dày nhé quý vị nhé. Đó, vỏ rất to và dày đó. Đó. À, thì con này nhé, con này thì em bán là giá là 800 nghìn nhé, 800 nghìn. Con này em định bán là 900 rưỡi nên em bán 800 nghìn đấy nhé. Sơ đi sơ leo các thứ vẫn còn này luôn này. Đó. Đó, sợ. Đó. Vẫn còn luôn nhé, hàng này còn rất là ok luôn. Đó. Con này 800 nhé, còn con này thì con này em bán cho quý vị 800 rưỡi thôi, 700 rưỡi đi nhé, 700 rưỡi con này. Đấy. Siêu siêu vip chưa, siêu siêu sốc chưa. Đó. Con này thì của nó thì nhìn trông có vỏ có vẻ dày dặn và khủng bố, dày dặn và khủng bố, phải nói thẳng như luôn như thế. Đó. Mỗi con có một cái ưu điểm khác nhau nhé. Con này 800, con này 700 rưỡi. Đấy. À, quý vị cứ search xem trên thị trường những cái dòng này họ đều bán khoảng tầm 1 triệu 8 hết nhé. Đều bán 1 triệu 8, đó, triệu 7, triệu 8. À, nhà em thì mấy dòng này về thì nhà em là nó kèm theo công về đồ âm thanh, cho nên là nhà em là coi nhà bây giờ về là xả luôn, bởi vì nhà em cũng không không chuyên về mấy dòng này cho nên xả hết nha quý vị nhé. Họ bán gần như bằng nửa giá của thị trường luôn. Đó. Con này 800 nhá. À, con này là vỏ của nó là bằng hợp kim này, còn con này vỏ bằng nhựa này. Đó. Đấy, quý vị nào lấy con nào thì đấy, hai dòng đều Tiger nhá, đều là thuộc diện là dòng hàng VIP hết, đều là dòng hàng VIP hết nhá. Đó. Ok. Đấy. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé, số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đó. Hai dòng đều ok hết nhá. Đó. Quý vị nhìn thấy ưng con nào thì alo cho em. Zalo của em cũng là số đấy nhé quý vị nhé. Zalo của em cũng là số đấy luôn nhé quý vị nhé. Con này thì có cái quai sách của nó hơi bị ấy một tí thôi nhá. Nhược điểm của nó đấy nhé quý vị nhé. Nhưng mà không đùa được đâu. Dòng này không đùa được đâu quý vị nhé. Dòng này của nó thì phải nói là ai đã sử dụng cái loại này rồi ý, thì em nói khẳng định luôn với quý vị luôn nhá, là không bao giờ mà gọi là quên được dòng này, và không bao giờ mà gọi là dòng này của có dùng rất thích. Đó, phải nói thẳng như thế luôn. Đó. Nói chung là hai dòng này đều ok cả, hai dòng đều dòng VIP hết. Ok nhé quý vị nhé. Vâng, em xin đọc lại số điện thoại và Zalo của em nhé, để quý vị đặt hàng nhé. Vì những dòng này là nó không về nhiều đâu. Em nói luôn với quý vị, vì những dòng này là hàng đặt rất là nhiều. Những quý vị nào đặt hàng của em rồi thì quý vị biết rồi đấy nhé, rất nhiều, phải đến tầm hai chục bác khách đang đặt hàng đó. Đấy. Nhưng mà tất cả những gì mà em nói là em cũng không biết bao giờ hàng về, và nói chung em cũng không hứa được, bởi vì thực ra là nó khó, bởi vì ai cũng gọi, ai cũng đặt, thì thôi em cứ quay lên, bác nào cứ chốt trước thì bác cứ alo cho em, còn về giá cả thì các bác cứ tham khảo hết trên thị trường thì các bác sẽ biết giá nhà em nó hợp lý đến mức như thế nào. Quá hợp lý luôn quý vị ạ nhé. Đó. Vâng, 0966 594 581 là số điện thoại và Zalo, và địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, ngay trên mặt đường phố Nguyễn Hoàng nha quý vị nhé. Và container quý vị có thể đỗ ở tại đấy được luôn. Ba container đỗ được luôn nha quý vị nhé. Đó. Đó. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.